Thưa quý vị, với mục đích dẹp nạn dán tờ rơi, quảng cáo khắp các cột điện gây mất mỹ quan đô thị, địa phương đã kêu gọi các giáo viên có năng khiếu về hội họa tại các trường trên địa bàn tham gia vẽ hoa làm đẹp cho các cây cột điện. Mô hình này không chỉ có ý nghĩa bảo vệ môi trường mà qua đó còn làm đẹp mỹ quan đô thị cho cả khu vực, nên ngay sau đó được rất nhiều người dân tán thành hưởng ứng. Ghi nhận tại phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa. Thưa quý vị và các bạn, những cây cột điện vô tri và thường xuyên có những cái hình dáng quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị thì nay đã được thay thế bằng những cái hình vẽ rất là bắt mắt, và mô hình vẽ hoa trên cột điện hiện nay đã được triển khai khắp tại phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa và tạo nên một nét đẹp rất sinh động cho mỹ quan đô thị tại nơi đây. Đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại tuyến đường Nguyễn Ái Quốc thuộc phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa. Các cột điện hai bên đường đã và đang được trang hoàng tấm áo mới với nhiều màu sắc, kiểu dáng khác nhau. Theo người dân, các họa tiết vẽ trên cột điện cũng khá gần gũi, đa số là các loại hoa thông dụng như cúc, mai, lan v.v., thậm chí là lúa, nước v.v., tạo nên cảm giác rất dễ chịu. Những điều đang diễn ra trái ngược hoàn toàn với khung cảnh tồn tại trước đây, do đó người dân rất thích thú. Thì bữa nay thì tôi thấy Ủy ban nhân phường Hố Nai đã cho các họa sĩ vẽ những cái bông hoa và trang trí các cột điện. Riêng cá nhân tôi thấy rất là đẹp và rất là vui mắt, và cảm thấy cái mỹ quan của đường phố khu vực Hố Nai là được thay đổi hẳn lên. Thì tôi mong cho là các mô hình này sẽ được nhân rộng lên ở nhiều phường, nhiều xã khác hơn nữa. Tôi là người thi công cho nên là cảm giác rất là vui và được góp một phần công sức của mình, công việc nhỏ của mình, và góp phần cho thành phố ngày càng xanh sạch đẹp. Thì cái mô hình này tạo cho cái thành phố có một cái mỹ quan đô thị là nó sẽ tốt hơn, và để ảnh hưởng đến cái mỹ quan chung á, thì mong rằng cái mô hình này sẽ nhân rộng hơn. Ban đầu phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa chỉ thực hiện quét sơn nước màu trắng toàn bộ cột điện trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc với mục đích để dễ gỡ các loại rác quảng cáo tại địa bàn. Sau đó, để tạo thêm hình ảnh đẹp tại tuyến đường trục chính qua phường, giữa tháng 7 năm 2022, phường đã ra văn bản kêu gọi người dân tham gia vẽ cột điện nhằm tạo mảng xanh cho đô thị. Khởi đầu là sự tham gia tích cực của các giáo viên trên địa bàn, với số lượng gần 70 cột điện được vẽ tại các khu vực gần trường học. Và khi thực hiện vừa xong, người dân rất hưởng ứng với mô hình này. Do đó, phường đã quyết định thực hiện vẽ toàn bộ hơn 300 cây cột điện còn lại trước ngày 2 tháng 9 để tạo thêm cảnh sắc cho toàn bộ khu vực. Sau khi thực hiện cái mô hình vẽ cột điện này, chúng tôi thấy rằng là có sự chuyển biến rõ rệt. Thứ nhất, về cái hình ảnh bộ mặt của đô thị thì nó có màu xanh đẹp hơn. Về cái hiệu quả trong vấn đề mà hạn chế cái rác thải quảng cáo, cụ thể là các cái số điện thoại dán, thì những người dán cái số điện thoại quảng cáo họ đã nhìn ra được những bức tranh này đẹp, và họ không nỡ rằng họ dán những cái quảng cáo này trên cái cây cột điện đẹp như thế. Thực tế, vẽ hoa trên cột điện tại nhiều nơi không mới. Song tại thành phố Biên Hòa, phường Hố Nai gần như là địa phương tiên phong thực hiện. Hy vọng mô hình này sớm lan rộng tại nhiều nơi để cảnh quan thành phố ngày thêm sinh động, đa dạng màu sắc hơn.